giải cứu chó mẹ tức sữa vì dùng Semil kích sữa hơi quá liều. Đây là Melsi của trại chó giống Rottweiler Gervie. Ở ngày thứ 2 sau khi sinh con thì Melsi thừa sữa. Dùng Semil tăng sữa nhưng mà hơi quá nhiều cho Melsi. Melsi sinh 8 con. Đây là sau khi Melsi đã cho con bú xong. Nhưng vẫn thừa sữa cho nên là Melsi thở gấp, mệt mỏi, có dấu hiệu hơi sốt. Và chủ buộc phải hỗ trợ Melsi vắt sữa đi. Thì mọi người mà rơi vào cái trường hợp tương tự như thế này, con chó mẹ sau khi cho con bú xong mà có thể là còn sót ti sữa nó còn cứng, hoặc là bởi vì là con mẹ nó ít con quá, nó bị mất con chẳng hạn, và cái lượng sữa của nó sinh ra là nó bị dư, thì chúng ta cũng phải vắt đi cho nó để tránh cái trường hợp tắc sữa, tức sữa rồi nó sẽ gây ra tắc sữa và viêm vú, là coi như là hỏng sữa của con mẹ luôn, sẽ không có sữa mẹ cho con bú nữa. Thì cái Semil này, cái liều dùng để mà kích sữa như bình thường các cái con chó cái sau khi đẻ xong là sẽ cho dùng luôn, thì dùng 3 ngày đầu mỗi ngày là 12 viên. 3 ngày đầu mỗi ngày 12 viên các bạn nhé. Còn những ngày sau thì cái Semil cộng này sẽ dùng mỗi ngày 4 viên duy trì, để mà vừa tránh cái việc viêm vú và vừa duy trì cái sữa cho con, vừa tăng chất lượng vừa tăng số lượng. Trường hợp của Melsi này nó là một cái trường hợp hơi bị ngoài ý muốn, bởi vì ở Melsi thì cái cơ địa của Melsi rất là tốt và trại cũng cho Melsi dùng 12 viên một ngày, nhưng như vậy là bị thừa. Nhưng Melsi chỉ phải dùng 8 viên thôi trong 3 ngày đầu chứ không đến 12 viên. Thì chúng ta tùy theo cái cơ địa của từng con chó một. Còn bình thường với những con ít sữa mà chúng ta cần phải kích sữa ấy, thì chúng ta sẽ dùng 12 viên một ngày trong 3 ngày đầu, về sau sẽ dùng 4 viên một ngày. Nhưng mà như những cái con chó mà nó nhiều sữa rồi, chúng ta muốn tăng cái số lượng lên một chút và tăng cái chất lượng sữa, thì chúng ta sẽ dùng 3 ngày đầu dùng khoảng 8 viên thôi. Và chúng ta theo dõi cái lượng sữa của con mẹ sau khi mà cho con ti xong. Nếu mà nó dư thì chúng ta sẽ giảm bớt đi, giảm bớt cái Semil cho nó uống. Có thể chúng ta sẽ cho uống ở cái ngày thứ 2, ngày thứ 3 chúng ta cho uống 4 viên luôn. Bình thường thì là 4 viên là sẽ không bao giờ có cái tình trạng bị dư sữa kiểu như này. Thì khi mà vắt sữa cho chó mẹ, các bạn mà gặp các cái trường hợp tương tự vì lý do chó mẹ mất chó con, hoặc là vì dùng Semil bị thừa liều như thế này, lần đầu tiên chúng ta dùng thì chúng ta không có kinh nghiệm, hoặc là trong cái trường hợp con chó mẹ sau khi nó đẻ một lứa rồi, cái cơ địa nó thay đổi, cái lượng sữa nó nhiều hơn so với cái lứa trước, lượng sữa tự nhiên nó nhiều hơn so với lứa trước, thì chúng ta cũng sẽ điều tiết cái sử dụng cái Semil này. Cái Semil này thì một lọ của nó 150 viên cơ. Mọi người mà ai mà có chó sinh sản thì cũng nên tìm hiểu để mà biết sử dụng cái sản phẩm này cho nó chuẩn. Cảm ơn mọi người đã xem các video của Rottweiler Gervie. Các video hữu ích thì mọi người chia sẻ nhé. Thank you and see you again.